Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Từ miền Nam California, Đỗ Tùng Quang và Thanh Tâm xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với tin tức buổi chiều tổng hợp của Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10. Hôm nay là ngày thứ sáu, thứ nóng. Chào Thanh Tâm. Thanh Tâm cũng xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của Lido Sài Gòn TV và em cũng xin chào anh Khoa. Dạ vâng, ngày hôm nay không phải thứ sáu mà hôm nay là thứ nóng, nóng quá luôn. Dạ đúng rồi. Thành ra các trẻ em đa phần là cũng tụ trường rồi, đi học trở lại rồi. Mùa hè cũng như là gần sắp như chấm dứt. Yeah. Mà sao cái nóng hình như là nó không chịu rời khỏi miền Nam California, còn yeah, lưu luyến cái gì không biết nữa. Dạ đúng rồi, thấy dự báo thời tiết là có giảm nóng đi chút xíu nhưng mà quả thật là không có phân biệt được giảm hay là không, vẫn nóng như thường. Nóng, hồi nãy thì Đỗ Tân Khoa đậu xe bên ngoài đó cả nửa ngày tới chừng ra, vừa tựa cái lưng vào ghế thôi nó gần như muốn bỏng cái lưng của mình luôn. Là trời nóng đến cỡ nào thưa quý vị, chắc là hôm nay mà lấy cái trứng mà đập trên cái nóc xe chắc nó cũng có thể làm được trứng ốp la đó. Và bây giờ thì mặc dù ngoài kia nóng thì ở trong này cũng sẽ có những bản tin rất là nóng trong buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị cùng chuẩn bị đón xem, mở đầu với phần tin Việt Nam. Số bệnh nhân bị Covid-19 nặng tăng trở lại, Việt Nam đang chuẩn bị ứng phó. Nhiều cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam tưởng niệm nạn nhân bị đàn áp vì đức tin. Ván ép Việt Nam sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc phải chịu thuế đến gần 200%. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Bệnh nhân COVID nặng tăng trở lại, Việt Nam chuẩn bị ứng phó. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Y tế Việt Nam là ông Nguyễn Trường Sơn trong cuộc họp hôm 19 tháng 8 đã cho biết, những tuần gần đây số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam đã có xu hướng gia tăng. Từ 16 tháng 8 đã có sắp xỉ 3.000 ca một ngày. Bệnh viện điều trị cho người bệnh COVID-19 Hoàng Mai, Hà Nội từ giữa tháng 8 có số bệnh nhân tăng gấp đôi so với trước đó. Số bệnh nhân nặng, nguy kịch cũng gia tăng. Trong hơn 230 bệnh nhân COVID-19 nhập viện từ đầu tháng 8 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, thì gần một nửa là người trên 65 tuổi, 3 ca tử vong. Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, từ nửa cuối tháng 7 cho đến nay, thì số ca COVID-19 đã tăng nhanh, có 6 bệnh nhân tử vong. Báo cáo của các bệnh viện tại cuộc họp cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong chưa tiêm vaccine 19 đến chiếm tới 25%. Gần 1/3 ca điều trị khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là những ca nặng, nguy kịch, cũng chưa chích ngừa. Và thưa quý vị, có ít nhất là 52 cộng đồng tôn giáo trên cả nước cho biết sẽ tổ chức ngày gọi là Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của các hành vi bạo lực trên căn bản tôn giáo hay niềm tin của năm 2022. Đài Á Châu Tự Do dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc của tổ chức Ủy ban Cứu Người Vượt Biển để chuyên theo dõi hoạt động trong lĩnh vực tự do tôn giáo Việt Nam cho biết, có 23 cộng đồng của người Tây Nguyên, 20 cộng đồng cao đài, các hương đạo cao đài khác nhau, khoảng 12 điểm nhóm của người Công giáo hoặc giáo xứ hoặc nhà thờ như nhà thờ Thái Hà tại Hà Nội sẽ tổ chức cầu nguyện hiệp thông. Ngày tổ chức sẽ là ngày 22 tháng 8. Đây được nhận định sẽ là lần tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Kể từ năm 2019, thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ấn định ngày 22 tháng 8 là ngày tưởng niệm cho những nạn nhân của các cuộc diệt chủng, đàn áp, bắt hại chỉ vì niềm tin tôn giáo, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về quyền tự do tôn giáo trên toàn cầu. Ở Việt Nam, nước thường xuyên bị liệt vào danh sách các quốc gia nơi quyền tự do tôn giáo của người dân vẫn bị xâm phạm, thì sự kiện ngày 22 tháng 8 năm nay được đông đảo các cộng đồng tôn giáo độc lập hưởng ứng. Tiếp theo phần tin Việt Nam. Ván ép Việt Nam sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc đã phải chịu thuế đến gần 200%.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa đưa ra kết luận sơ bộ rằng một số sản phẩm gỗ ván ép của Việt Nam có nhập nguyên liệu chính từ Trung Quốc với mục đích là né thuế, chống bán phá giá. Và do đó thì các sản phẩm này sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá có thể lên đến 200% như Mỹ vẫn đang áp dụng với Trung Quốc. Theo một thông báo của Bộ Thương mại Mỹ ngày 29 tháng 7 trên trang The Federal Register, việc tính thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam này sẽ được tính từ ngày 17 tháng 6 năm 2020, tức là ngày thông báo khởi xướng cuộc điều tra. Kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ cho rằng, gỗ dán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóp nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp như là đang áp dụng với gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Liên minh Thương mại Công bằng đối với ván ép gỗ cứng của Mỹ, thì Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định trên cơ sở toàn quốc, có nghĩa là quyết định này áp dụng cho tất cả các sản phẩm ván ép xuất nhập khẩu từ Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ đồng thời cũng đưa ra kết luận về 22 công ty của Việt Nam đã không hợp tác và 14 công ty không phản hồi với Bộ trong quá trình điều tra. Cũng tin Việt Nam thì liên quan đến vụ hơn 40 người Việt nhảy sông bỏ trốn khỏi sông bài casino ở Campuchia để về nước bằng cách bơi qua sông Bình Di ở An Giang. Người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này. Việt Nam cũng đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Như tin đã đưa, do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 41 người Việt Nam đang làm thuê tại một casino ở Campuchia đã bàn bạc tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam. Tuy nhiên, một người trong số này đã mất tích và đến ngày 19 tháng 8 vẫn chưa được tìm thấy. Và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục bị tạm giam thêm 20 ngày. Vào hôm 19 tháng 8, Viện Kiểm soát Sài Gòn đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 20 ngày. Mới đây, thì Công an điều tra Sài Gòn đã có kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang cho Viện Kiểm sát và đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ và bình luận. Tại các buổi livestream, bà Hằng đã phát ngôn về những nội dung bí mật, chuyện đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh tính của nhiều nghệ sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng và liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó thì sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Trong quá trình điều tra, công an cũng đã mời nhiều cá nhân liên quan để thẩm vấn như là ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là thẩm phán cho phép công khai một phần hồ sơ lục soát nhà ông Trump. Một thẩm phán liên bang vào ngày thứ Năm đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp công khai bản khai hữu thệ, được giữ kín một phần liên quan đến lệnh khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Thẩm phán tòa tiểu bang Florida là ông Bruce Reinhart đã cho các công tố viên một tuần để nộp bản sao của bản khai hữu thệ, bao gồm những phần Bộ Tư pháp không muốn tiết lộ. Trong cuộc tranh luận hôm qua, Bộ Tư pháp cũng tiết lộ cho rằng cuộc điều tra về việc ông Trump có lưu trữ bất hợp pháp các hồ sơ mật tại Florida và có khả năng vi phạm đạo luật gọi là gián điệp hay không vẫn còn đang trong giai đoạn đầu. Jay Brett là một công tố viên an ninh quốc gia hàng đầu của Bộ Tư pháp đã lập luận rằng bản khai tuyên thệ cần được giấu kín vì đây chỉ là bước đầu cho một cuộc điều tra. Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện bởi các đặc vụ và công tố viên liên bang. Ông cho rằng việc điều tra, bao gồm các cuộc phỏng vấn nhân chứng, sẽ được tiến hành và không bị cản trở vì lợi ích công cộng. Thẩm phán Reinhart cho Bộ Công tố đến thứ Năm tuần tới để cung cấp phiên bản của bản khai hữu thệ. Sau đó thì ông sẽ xem xét
và có thể gặp các luật sư của chính phủ và cho họ cơ hội để đưa ra lập luận về lý do tại sao thông tin cụ thể nên được giữ lại. Trước đó thì giới truyền thông và ông Trump đều muốn công khai hồ sơ này. Thưa quý vị, Thống đốc Florida đã ra lệnh bắt người bỏ phiếu không hợp pháp. Thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang Florida vào hôm thứ Năm hôm qua đã thông báo đang trong quá trình bắt giữ 20 người, hầu hết là ở Nam Florida, vì gian lận cử tri gắn liền với cuộc bầu cử năm 2020. Đây là đợt bố ráp đầu tiên của những gì ông hứa hẹn sẽ là một làn sóng bắt giữ hành vi gian lận cử tri. Cuộc điều tra do Văn phòng chống tội phạm bầu cử và an ninh do Ron DeSantis đứng đầu. Một văn phòng được thành lập trong kỳ họp lập pháp vào năm 2022 để tập trung vào các cuộc điều tra và truy tố gian lận bầu cử. Vòng đầu tiên được công bố trong một cuộc họp báo ở quận Broward, tập trung vào những kẻ từng phạm tội đã bỏ phiếu bất hợp pháp vào năm 2020 do không nộp đơn đúng cách để được khôi phục quyền bỏ phiếu hoặc là không đủ điều kiện vì mức độ nghiêm trọng của tội ác. Ron DeSantis cho biết những người bị bắt vì tội đi bầu bất hợp pháp là những người bị kết án về các tội như là giết người và tấn công tình dục. Bộ thực thi pháp luật Florida sau đó đã cung cấp tên của 20 cá nhân, những người đang phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội cấp độ 3 liên quan đến vi phạm bỏ phiếu. Ông Ron DeSantis đã nói rằng văn phòng đang tích cực điều tra những người đã bỏ phiếu ở hai tiểu bang và những người di dân bất hợp pháp. Những người mà ông nói có thể đã bỏ phiếu bất hợp pháp ở Florida. Các nhóm bảo vệ quyền bầu cử hầu hết là đều phản đối việc thành lập văn phòng điều tra bầu cử, đã phản đối mạnh mẽ thông báo này. Và trong khi đó, thưa quý vị, một bình luận gia cũng là người chuyên về gọi là thuyết âm mưu tên là Alex Jones đã rời bỏ sự ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump vào ngày hôm nay sau khi tuyên bố sẽ ủng hộ cho Thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang Florida làm ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Ông Jones này là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của cựu Tổng thống Donald Trump trong những năm vừa qua. Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì cá nhân của ông Jones đã phải đương đầu với nhiều vụ kiện liên quan đến những cáo buộc vô căn cứ trong vụ thảm sát trường tiểu học Newtown ở Connecticut. Điều mà ông này cho là dựng chuyện để mà gia tăng việc kiểm soát súng khiến cho nhiều phụ huynh để đơn kiện ổng. Vào đầu tháng này thì bồi thẩm đoàn đã phán quyết Jones phải trả cho gia đình nạn nhân một vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook hơn 40 triệu Mỹ kim. Trong tuyên bố ủng hộ thống đốc Florida ra làm tổng thống năm 2024, Jones nói: "Mặc dù là ông đã từng ủng hộ cho ông Trump trong vài năm trước và mặc dù ông không đồng ý với ông Trump về kế hoạch đẩy lùi Covid, người dẫn chương trình InfoWars đề cập đến nỗ lực của ông Trump trong việc phát triển thuốc chủng COVID-19 vào năm 2020. Jones cũng phản đối mạnh mẽ loại thuốc chủng này. Ông cho rằng Đảng Cộng Hòa nên tìm kiếm người thay thế Biden, vì thế ông ủng hộ Thống đốc DeSantis. Theo Jones, Thống đốc DeSantis đi từ tuyệt vời trở thành tốt không thể tin được, và ông thấy có sự chân thành thực sự từ DeSantis. Thậm chí, Jones còn tuyên bố ông đã tìm được một người tốt hơn là ông Trump." Và tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Texas đã hủy và cấm 42 cuốn sách giáo khoa, bao gồm cả Kinh Thánh. Học khu Texas đã lấy đi hàng chục cuốn sách bị thách thức từ các kệ thư viện, bao gồm cả Kinh Thánh, ngay trước khi bắt đầu năm học theo một chính sách mới do các nhà lãnh đạo bảo thủ của Texas đưa ra. Tổng cộng có 42 cuốn sách, bao gồm cả Kinh Thánh, chuyển thể từ tiểu thuyết hoạt họa của The Diary of Anne Frank, The Bluest Eye của Toni Morrison và Gender Queer, A Memoir of Maya Kobabe đã bị gạt khỏi kệ của trường học, mặc dù là một số sách trong đó đã từng được các giới chức tiểu bang chấp thuận cho lưu hành. Theo danh sách những cuốn sách bị thách thức của học khu, thì vào tháng 11 năm 2021, một phụ huynh đã nêu quan ngại về bất kỳ biến thể nào của Kinh Thánh được viết bởi những người đàn ông sống cách đây rất lâu. Phụ huynh đã rút lại thách thức của họ vào tháng 12. Tuy nhiên, một phụ huynh khác đã thách thức Kinh Thánh vào tháng 2 của năm 2022. Sau khi hội đồng xem xét, các thành viên ban đầu nhận thấy rằng Kinh Thánh vẫn được giữ trong thư viện. Tuy nhiên, Kinh Thánh và sách của Anne Frank đã bị thu hồi vào thứ 3 để xem xét lại do các chính sách mới của học khu.
Và có thể nói rằng cái cuốn sách về Anne Frank là một trong những cái tác phẩm mà hầu hết các học sinh trung học đều đọc, và cuốn sách rất là hay, kể về một cô bé phải trải qua thời kỳ mà Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan. Đây là một trong những cái cuốn sách là đáng lẽ Đỗ Tấn Khoa nghĩ rằng nên đọc, đặc biệt là các bạn trẻ mà đang ở tuổi trưởng thành đó, biết ra những cái khó khăn trong địa thế chiến và cái sự phát triển của một người thiếu niên như thế nào khi mà cuộc sống không có được an bình như là chúng ta đang có. Và cũng bản tin khác, thưa quý vị, theo một báo cáo hàng tháng từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản của quốc gia thì doanh số bán các căn nhà cũ đã giảm gần 6% so với tháng 7 so với tháng 6. Nhóm cho biết thêm doanh số nhà cũ bán ra giảm xuống còn 4.81 triệu căn được điều chỉnh theo mùa. Đây là tốc độ nhà bán ra chậm nhất kể từ tháng 11 năm 2015, ngoại trừ đợt lao dốc ngắn vào đầu mùa dịch Covid. Doanh số nhà bán giảm 20% so với cùng tháng 1 của năm 2021. Lawrence Yun là nhà kinh tế trưởng của công ty Realtor cho biết, về tác động kinh tế, chúng ta chắc chắn là đang rơi vào tình trạng suy thoái nhà vì các nhà xây dựng không xây thêm nhà mới. Tuy nhiên, có phải là chủ nhà đang trong thời kỳ suy thoái hay không? Tuyệt đối là không. Chủ nhà vẫn rất là thoải mái về tài chính. Các số liệu nhà bán tháng 7 dựa trên kết quả những căn nhà đã hoàn tất hợp đồng. Vì vậy, các hợp đồng này có thể đã được ký vào tháng 5 và tháng 6. Lãi suất cho vay đã tăng đột biến vào tháng 6, với tỷ lệ trung bình trên khoản vay cố định 30 năm vượt quá 6%, theo Mortgage News Daily. Sau đó, ổn định trở lại ở khoảng chừng 5%. Tỷ lệ trước đây thì chỉ có khoảng chừng 3% và giúp cho nhiều người tìm kiếm mua nhà. Giờ đây, khi phân lời tăng gấp đôi, nhiều người đã gặp thất bại để mà tìm món nợ mua nhà vì không đủ khả năng tài chính, đặc biệt là cùng với lạm phát tăng cao. Thành ra nếu gọi là địa ốc đi vào suy thoái thì điều đó cũng không phải là chính xác, vì không có nhà để mà mua. Yeah. Những người mà đang có nhà bây giờ người ta ngại bán lắm, bán xong rồi phải trả thêm tiền thuế nè, rồi cũng chưa chắc là tìm được một căn nhà nữa, đặc biệt là người Việt Nam của mình dạo này thì không có muốn bán nhà. Thay đó thì họ lại lấy tiền ra, họ xây thêm một căn nhà phía sau, rồi xong rồi cái cho mướn, có thêm income mà không cần phải mua nhà mới. Thành ra cái việc mà tình hình nhà đi xuống là do không có nhà để bán, lại tiền lời căn, những người đi mua không có khả năng. Anh đã kiếm được căn nhà, ai biết được, chỉ giùm cho thanh tâm mua vài căn để chơi. Vài căn luôn ha. Vâng, thưa quý vị, đó là các bản tin Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi một số các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Thanh Tâm và Đỗ Tấn Khoa sẽ trở lại với phần tin thế giới. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn truyền hình Leadership on TV để theo dõi phần tin tức tổng hợp trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tấn Khoa. Sau đây là các bản tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lo ngại về việc Nga hiện diện ở nhà máy điện nguyên tử. Thổ Nhĩ Kỳ lạm phát lên đến 80%. Cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn ra. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết, mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn anh Quang. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã cho biết Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện quân sự của Nga trong nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia ở Ukraine. Price đã cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nên được cấp quyền truy cập vào các cơ sở mà chính phủ Hoa Kỳ biết được các báo cáo rằng nhân viên Nga đã lạm dụng và ép buộc các thành viên của nhân viên. Nga là nước đã chiếm được nhà máy nguyên tử Zaporizhzhia ngay sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, cho biết họ có thể đóng cửa cơ sở này. Một động thái mà Kiev cho rằng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa nguyên tử. Moscow trước đó đã bác bỏ lời kêu gọi quốc tế không thể chấp nhận được về một khu phi quân sự xung quanh nhà máy,
nơi vẫn được vận hành bởi các kỹ sư Ukraine dưới sự chiếm đóng của Nga. Nhà máy điện nằm trên bờ nam do Nga kiểm soát của một hồ chứa khổng lồ. Lực lượng Ukraine giữa bờ bắc những ngày gần đây đã chứng kiến một số vụ pháo kích vào nhà máy mà cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Trong khi đó, thì Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã gây chấn động cho thị trường hôm thứ Năm một lần nữa khi cắt giảm phân lợi chuẩn, bất chấp lạm phát ở nước này đang ở mức gần 80%. Một trong những công cụ các chính phủ có thể làm để nhằm giảm đi lạm phát là tăng phân lợi, nhưng mà phía Thổ Nhĩ Kỳ lại vẫn rất nhất quyết giữ phân lợi thấp, càng làm cho tình trạng lạm phát tệ hơn trong thời gian qua. Đồng lira là tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 0.9% so với đồng đô la, giao dịch ở mức là hơn 18.1 so với đồng đô la sau tin tức đưa ra ở gần mức thấp kỷ lục. Phần lời chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ đã ở mức 14% trong 7 tháng qua, nay lại được cắt giảm xuống 13%, hoàn toàn không phù hợp với những gì mà các ngân hàng trung ương khác đang làm trên khắp thế giới. Ông Timothy Osh là chiến lược gia cấp cao về thị trường tại công ty đầu tư nhận xét. Đây là một hành động ngu xuẩn vì tình trạng Thổ Nhĩ Kỳ đã tệ hại ở lạm phát 80%. Vậy mà chính quyền vẫn cắt giảm lãi suất. Ông nhấn mạnh đây là chiêu trò lố bịch. Rõ ràng là họ đã có tiền mặt ở trong túi từ Nga và vùng vịnh và nghĩ rằng họ có thể cắt giảm tỷ giá để giữ đồng lira. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện thái độ ngoại giao với một số quốc gia vùng vịnh dầu mỏ và hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng trước đây để mà thu hút đầu tư cần thiết và vẫn nhiệt tình mở cửa cho hoạt động kinh doanh và thương mại của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Kính thưa quý vị, cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã đồng ý các thông số của một phái bộ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tới nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia tại các cuộc hội đàm vào hôm thứ Năm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zelensky đã nói trong một cuộc họp báo sau một cuộc hội đàm tại thành phố Lviv, miền Tây của Ukraine rằng Nga nên rút ngay lực lượng và ngừng pháo kích vào nhà máy điện nguyên tử ở miền Nam của Ukraine. Ông cũng nói rằng việc rút toàn bộ quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine phải được thực hiện trước khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine diễn ra. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông đã thảo luận về những cách có thể để chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga trong một cuộc họp ba bên. Phát biểu sau cuộc họp tại Lviv của Ukraine, ông Erdogan đã cho biết họ đã thảo luận về việc sử dụng bầu không khí tích cực được tạo ra bởi một thỏa thuận xuất nhập khẩu ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc làm trung gian để thiết lập hòa bình lâu dài. Ông cũng cho biết họ đã thảo luận về việc trao đổi tù nhân chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Và sau đó ông sẽ nêu vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã ký một thỏa thuận hôm thứ Năm nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại trong cuộc tấn công của Nga và Ukraine khi mà các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine gặp nhau tại thành phố Lviv. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, người đã đến Ukraine hôm thứ Tư để gặp gỡ với Tổng thống Ukraine và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để nhằm thảo luận về xuất cảng ngũ cốc và lo ngại về nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia. Cuộc gặp ba bên đã đánh dấu cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên của Erdogan với Zelensky kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, mặc dù là nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin hai lần trong những tháng gần đây. Ba nhà lãnh đạo đã tổ chức một cuộc họp báo chung sau cuộc họp của họ tại Lviv, một điểm trung chuyển quan trọng cho những người tị nạn Ukraine hướng về phía Tây sang châu Âu kể từ khi mà Nga xâm lược nước này. Tiếp theo phần tin thế giới, kẻ tìm cách giết nhà văn Ấn Độ đã không nhận tội. Người đàn ông bị buộc tội đâm tiểu thuyết gia Salman Rushdie vào tuần trước ở New York đã không nhận tội cố ý giết người và tội tấn công cấp độ 2 vào thứ Năm. Y được giam mà không được đóng tiền tại ngoại. Hadi Mathur, 24 tuổi, đã bị cáo buộc đã gây thương tích cho nhà văn Rushdie, 75 tuổi, vào thứ Sáu tuần trước, ngay trước khi tác giả của cuốn sách The Scientist Versus thực sự thực hiện một bài diễn thuyết trên sân khấu. Rushdie đã phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng. Các nhà văn và chính trị gia trên thế giới đã chỉ trích đây là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận.
nghi can Mathur đã bị buộc tội tại tòa án của quận Chautauqua với một bản cáo trạng bởi một đại bồi thẩm đoàn đã buộc tội anh ta với một tội danh cố ý giết người cấp độ 2, mức án tối đa là 25 năm tù và một tội danh thứ hai là tấn công. Thẩm phán David Foley ra lệnh cho Mathur không được liên lạc với Rushdie và đồng ý yêu cầu của luật sư bào chữa của anh ta ban hành lệnh cấm thảo luận về vụ xử án trên các phương tiện truyền thông. Ông cho biết sẽ xem xét yêu cầu của người bào chữa để cho Mathur tại ngoại. Lần hầu tòa tiếp theo của Mathur được lên kế hoạch vào ngày 22 tháng 9. Và cũng trên thế giới, người biểu tình Sudan tuần hành về phía chân sân bay ở trung tâm thủ đô Khartoum vào hôm thứ Năm và bị chặn bởi hơi cay trong bối cảnh quân đội được điều động một cách rầm rộ. Một nhân chứng cho hãng thông tấn Reuters biết là cuộc biểu tình hiện nay là một cuộc biểu tình mới nhất trong chiến dịch kéo dài gần 10 tháng bác bỏ sự cai trị của quân đội và cuộc đảo chính vào ngày 25 tháng 10 vừa qua. Các ủy ban kháng chiến Khartoum tổ chức các cuộc biểu tình cho biết họ đang leo thang khi tiến tới một cuộc tổng đình công vào ngày thứ Tư 24 tây tháng 8. Hơi cay đã được bắn ra để di tản người biểu tình cách phi trường 2 cây số và một số lượng lớn binh lính được nhìn thấy đã được đưa đến trong vành đai của phi trường. Phần còn lại của thủ đô bị tắc nghẽn giao thông do huyết mạch chính bị kẹt xe toàn bộ. Cuộc đảo chính đã chấm dứt một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa quân đội và liên minh các nhóm chính trị dân sự nhằm giám sát một giai đoạn chuyển tiếp theo hướng dân chủ cho Sudan, một quốc gia trong vùng Phi Châu. Nhưng mà sau nhiều tháng biểu tình và đàm phán do các nhà ngoại giao phương Tây tạo điều kiện, đã không có chuyển động nào và đất nước đang rơi vào bế tắc chính trị và kinh tế. Hassan Ali, 38 tuổi, một người biểu tình nói, chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi cuộc đảo chính thất bại và chúng tôi khôi phục lại chế độ dân sự. Chúng tôi sẽ không dừng lại và sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Và một cuộc biểu tình khác ở Colombo, Sri Lanka. Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán sinh viên biểu tình ở Colombo, Sri Lanka. Hàng trăm sinh viên đại học đã chặn con đường chính ở thủ đô thương mại của Sri Lanka, tạo ra một cuộc tắc nghẽn giao thông lớn, bất chấp tình trạng khẩn cấp được đưa ra. Họ đang yêu cầu Tổng thống Ranil Wickremesinghe từ chức, bãi bỏ chức vụ Tổng thống Hành pháp và trả tự do cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ bị bắt. Một lực lượng lớn cảnh sát đã được điều động đến địa điểm biểu tình, bắt giữ một số người biểu tình. Các cuộc biểu tình đang diễn ra trên đảo Ấn Độ Dương khi Sri Lanka đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948. Ông Wickremesinghe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cách đây 3 tuần, nhưng cho biết sẽ bị thu hồi vào tuần tới. Các cuộc biểu tình được dẫn đầu bởi những người trẻ tuổi đã biểu tình từ tháng 3 năm nay yêu cầu thay đổi hệ thống. Người dân ở Sri Lanka đã phải chịu nhiều cảnh thiếu nhiên liệu, điện, lương thực và các mặt hàng khác trong nhiều tháng qua. Các loại thuốc quan trọng như là thuốc kháng sinh cũng bị thiếu hụt. Và quý vị vừa theo dõi các bản tin chính trong buổi chiều ngày hôm nay qua phần tin tức tổng hợp cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa. Quý vị kính tiếp tục kính theo dõi một số các thông tin bảo trợ cho đài sẽ là một điểm tin nổi bật với Đinh Quang Anh Thái. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trong chiều ngày hôm nay. Đỗ Tân Khoa và Thanh Tâm kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ cùng với người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của Little Sài Gòn TV. Hoàng Trọng Thụy và Đinh Quang Thái xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Hoàng Trọng Thụy. Chào anh Đinh Quang Thái. Thưa quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thụy, trong suốt cái tuần lễ vừa qua đó, nếu mà hỏi bạn bè xem tin tức vân vân, cái câu hỏi rằng tin nào làm người ta chú ý nhiều nhất và cá nhân nào
được mọi người nhắc sáng, nhắc trưa, nhắc chiều, nhắc tối và thậm chí nhắc cả trong giấc ngủ nữa. Thì thưa quý vị, tin về ông cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là được người ta biết nhiều nhất. Gặp nhau người ta hỏi, sao cái vụ khám xét Mar-a-Lago ra sao rồi? Hỏi nhau, sao cái chuyện mà tòa án đã công bố tài liệu gì vẫn luôn chưa? Rồi mấy ngày hôm nay lại hỏi thêm về ông Giuliani ra tòa như thế nào, rồi ông Alan Weisenberg như thế nào? Thì với anh Thụy, với tất cả những cái tin mà nó tràn ngập từ đài này qua đài kia vân vân, tổng hợp thì anh thấy cái nào quan trọng nhất? Tôi thấy giống như là Tề Thiên Đại Thánh có cái vòng kim cô trên đầu đó anh. Mỗi lần Phật nhắc tới một cái là có siết gì làm sai là siết, là đau đớn, đau vô khổ. Thì tương tự như ông Trump bây giờ đang, chung quanh ông đang có cái vòng kim cô kiềm chế. Bởi sao? Cái nỗ lực của ông là ai cũng biết đó, mặc dù chưa tuyên bố nhưng mà ông cứ nói đi nói lại là tôi sẽ là ứng viên của Đảng Cộng Hòa năm 2024, các anh coi chừng đó. Và nỗ lực thực sự bây giờ là như thế, bởi vì ngay cả ông cũng lập ra một cái trang Truth Social Media, trang mạng xã hội riêng để tìm cách gây quỹ. Và người ta nói từ cái vụ khám xét nhà ông, cái số tiền gây quỹ lên có bao nhiêu triệu Mỹ Kim, là điều đó cho thấy những người ủng hộ ông vẫn tiếp tục ủng hộ ông. Và anh theo dõi cái kết quả bầu cử vừa rồi để cho thấy được rõ ràng những người mà ông ủng hộ lại là những người đang vượt qua được cái vòng sơ bộ của riêng tiểu bang đó để đi vào bầu cử chính thức vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Thì một cái câu người ta đặt ra là như thế này: tất cả mọi nỗ lực đó về phương diện bề nổi thì nó là như thế, nhưng mà về mặt bề chìm thì sao? Chúng ta thấy rằng trong mấy tháng vừa qua, cái đài mà ủng hộ ông Trump 100% vô điều kiện, đó là đài Fox. Thậm chí họ còn nói luôn cả những cái luận điệu ông Trump nói về bầu cử gian lận vân vân á. Thì dạo sau này đài Fox bẻ quạt đi. Một cái thí dụ đơn giản thôi. Cách đây chỉ một tháng, khi mà ông Donald Trump đến Washington DC để nói chuyện với những người ủng hộ ông Trump, thì cùng ngày hôm đó, ông cựu phó tổng thống Mike Pence cũng xuất hiện tại Washington DC. Mà đài Fox chiếu hai cái màn ảnh, họ chỉ chiếu thoáng hình ông Trump thôi, trong khi họ dành ra 17 phút liền không có ngưng tí nào cả để cho ông Mike Pence được xuất hiện trên đài Fox với cái bài diễn văn của Mike Pence. Và gần đây thì người ta biết là ông sếp lớn nhất của đài Fox đã nói với nhân viên, mà cái tin nó bị tiết lộ ra ngoài, là ông không hài lòng ông Trump. Và bây giờ người ta thấy rằng Fox bắt đầu chuyển hướng từ từ. Như bản tin sáng ngày hôm nay Hoàng Trọng Thụy nói là cái ông Alex Jones là cái người ủng hộ Trump tối đa vào. Thì bây giờ lại bảo là DeSantis, thống đốc của Florida là better man, là một người tốt hơn. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà đào sâu vào vấn đề đó, từ Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ với Cộng Hòa, cũng bóng gió xa gần cho thấy rằng họ không hài lòng. Thành thử ra về mặt quần chúng, những người ủng hộ ông Trump đó, ông Trump vẫn có thể thâu được tiền vân vân, nhưng mà về mặt đường xa từ giờ cho tới ngày tuyên bố chính thức ra tranh cử và cái mặt bề chìm của chính trị Mỹ đó, chưa chắc. Thực sự mà nói thưa quý vị, bên phía đài Fox đó, ông Rupert Murdoch đó, là ông chủ đài đó, sau cái vụ 6 tháng 1 là bắt đầu ông thay đổi hoàn toàn cái quan điểm, và từ đó ông yêu cầu là cái chương trình của Fox đó, nó tìm cách thế nào đó vẫn tiếp tục bảo vệ các quan điểm của Đảng Cộng Hòa, bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà từ từ né dần những vấn đề liên quan đến Trump. Mặc dù chúng ta thấy mở đài Fox tên vẫn có những người ủng hộ cho ông, Sean Hannity, những người từng ủng hộ cho ông vẫn tiếp tục ủng hộ, nhưng mà đồng thời các quan điểm nó đi có vẻ như trung lập hơn một chút. Thứ hai nữa, trong vấn đề mà đưa ra về các những người ủng hộ cho ông Trump, mình phải đi tìm hiểu tại sao Alex Jones giờ đây lại chuyển sang DeSantis thay vì ủng hộ cho ông Trump. Vì lý do, ông thấy trong cuộc bầu cử năm 2020, Trump đã thất bại rồi. Thì anh thấy cái sự thất bại mà trong lúc bao nhiêu người đang ủng hộ cho ông mà đi thất bại, điều đó chưa kể là bao nhiêu cái biến cố đang dồn dập nhắm vào ông Trump, thì những người ủng hộ cho ông và những người theo cái đường lối cũng ôn hòa trước đây đó, họ đã thay đổi cái quan điểm, mà trong đó kể cả những người đã từng sát cánh với ông cả 4 năm trời trong cái nhiệm kỳ đầu tiên. Và vì thế chúng ta mới thấy được cái quan điểm của Alex Jones
của InfoWars nó thay đổi và điều này đã gây ảnh hưởng đến nỗ lực mà một người mà có bao nhiêu triệu người đi theo cũng là các cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ lấy đi bao nhiêu cái phiếu bầu cho ông Trump nếu có cái việc mà ông Trump ra. Và chưa kể thưa anh, ông phải được Đảng Cộng Hòa đề cử chính thức mới gọi là ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa 2024. Cái trường hợp của ông Alex Jones thì tôi nhìn hơi khác anh Thụy một chút xíu là như thế này. Những cái điều tuyên bố của Alex Jones chỉ mới tuyên bố mới đây thôi. Tức là sau cái bản án mà Alex Jones phải trả 50 triệu bồi thường cho cái gia đình mà kiện vì Alex Jones đã nói trên đài phát thanh, nói trên hệ thống social media của mình đó, là cái vụ thảm sát Sandy Hook là hoàn toàn không có thật. Nếu cái lời tuyên bố của Alex Jones mà trước cái phiên tòa đó, thì cái mức độ thành thật mình có thể tin được là cao. Đằng này sau cái vụ đó thì chúng ta phải hiểu rằng trong những ngày sắp tới, Alex Jones sẽ còn phải đối diện với nhiều phiên tòa nữa. Mà nếu mà cái đà cứ tiếp tục nói theo cái luận điệu trước kia đó, Alex Jones đã từng bảo rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận, là bị phía bên dân chủ ăn cắp. Rồi trước ngày 6 tháng Giêng thì Alex Jones còn xuất hiện để kêu gọi quần chúng ủng hộ ông Trump đến Washington DC chẳng hạn. Thì bản án 50 triệu đó là chưa kể án tù trước mắt, có thể là 5-10 năm gì đó mình không biết. Thì bây giờ Alex Jones phải tìm cách gọi là khi mà cái con tàu nó bắt đầu gặp sóng gió rồi, thì chúng ta thấy rằng cái loài đầu tiên chạy ra khỏi tàu là loài gì? Là chuột ở trên tàu. Tôi nói thật, cái câu đó là không có sai với trường hợp của Alex Jones. Alex Jones chỉ là một con chuột trong cả một văn bài chính trị lớn thôi. Ông ta nói láo, ông ta dựng lên những cái tin thuyết âm mưu để ông ta hy vọng rằng có thể gọi là bám theo tàu lớn Donald Trump được. Nhưng mà bây giờ gió đã xoay chiều. Anh Thụy có để ý không? Trong suốt một tuần lễ vừa qua đó, từ cái việc Giuliani ra trước đại bồi thẩm đoàn ở bên Wisconsin ở quận Fulton ở bên Georgia, và chúng ta không biết là Giuliani đã nói những gì, nhưng mà chắc chắn là không lợi cho ông sếp cũ của Giuliani là ông Trump. Ông Alan Weisenberg bây giờ phải thỏa thuận với tòa là để đổi cái bản án có thể từ 15 năm tù cho tới 15 năm tù vì 15 cái tội liên quan đến thuế đó. Thì ông Allen đã đồng ý là sẽ ra làm chứng về cái phiên tòa mà chống lại cái Trump Organization. Mặc dù họ bảo là không chống ông Trump. Nhưng mà thưa anh Thụy, Trump Organization là một định chế tài chính, nó là một cái định cho một cái cơ sở làm ăn. Nó không phải là con người. Yeah. Mà không ai đi phạt một cơ sở cả, người ta sẽ đi phạt con người. Thì không ai biết được rằng trước cái phiên tòa tháng 10 sắp tới đó, mà ông Alan Weisenberg ra bị tòa hỏi đó, thì tòa chỉ cần hỏi một câu thôi: cái quyết định này của ông, ai là người ra lệnh cho? Yeah. Cái điểm ở đây đáng chú ý là trong cái phiên tòa ở New York, họ muốn nhắm đến Trump Organization, thì qua cái và họ đây, cái chuyện này đã xảy ra thường xuyên từ bao nhiêu thập niên qua rồi. Muốn tấn công một đại công ty thì chỉ nhắm vào những người lãnh đạo, nhắm vào người lãnh đạo, mà trong đó không cần nhắm vào ông Trump nữa, họ nhắm tới người giám đốc tài chính. Mà trong trường hợp này ông chỉ bị 5 tháng thôi, thì câu hỏi đặt ra từ 15 năm tù mà còn 5 tháng thì ông phải buộc phải hợp tác như thế nào? Thì các chuyên gia luật pháp họ nói đó, trong những lần mà chất vấn sắp tới đó, ông phải khai hết trong thời gian từ ngày đầu ông làm việc cho ông Trump tới ngày mà đã bị truy tố là như thế nào, chi tiết hết tất cả. Cái câu hỏi đặt ra đối với ông Trump thì lại đương nhiên không có bị tù, nhưng mà hoạt động về kinh doanh của ông, thậm chí thưa anh, bản tin ghi nhận đã có thể đó là Trump Organization có hai vấn đề: thứ nhất giải tán, thứ hai là bị phạt cái số tiền lên đến rất là cao. Chúng tôi phải tiếp tục với phần thứ nhì, anh Thái. Dạ, thưa quý khán giả, sẽ trở lại cái câu hỏi của anh Hoàng Trọng Thụy sau ít phút thông tin thương mại. Trở lại chương trình tin nổi bật với Hoàng Trọng Thụy và Đinh Quang, anh Thái. Thưa quý vị, rất ngắn. Là cái vụ ông Alan Weisenberg thì ngày hôm qua trước tòa ở Manhattan, New York đó, tòa có viết một cái văn bản rất là rõ ràng. Ông không được quyền thay đổi cái lời cam kết với tòa.
Nếu mà ông thay đổi đó thì tòa sẽ không nhân nhượng cái bản án từ 5 năm cho tới 15 năm tù. Cho nên cái bản án mà tòa phạt ông 5 tháng tù, nếu ông là người tử tế, hành kiểm tốt trong tù, thì ông có thể bị ở tù 100 ngày thôi. Nhưng mà ông thay đổi thì ông chết. Và ngày hôm qua đó, ông này ông chỉ có nói một câu thôi. Yes, Your Honor. Sau khi mà tòa án hỏi rằng ông có nhận là ông đã phạm phải 15 cái tội này không? Yes, Your Honor. Bây giờ mình quay sang cái đề tài khác. Ngày hôm qua đó thì ông chánh án Proust tại thẩm phán tòa Florida đó, Ray Hart, ông cho phép phía bên Bộ Tư pháp đó công bố một phần cái affidavit. Affidavit tức là một cái chứng từ hữu thệ, cái tờ giấy mà có tuyên thệ đó. FBI đã nộp cho quan tòa để giải thích rằng tại sao chúng tôi muốn xin có trách tòa để xét mặt Alago. Thì bây giờ đó, cái vấn đề anh Thụy có để ý không? Ông Donald Trump là người nói rằng muốn công bố cái đó. Nó công khai hết luôn. Nhưng mà thực tế ra đó, trước tòa, tòa thấy rằng cái luật sư của ông Trump không nộp cái motion, tức là không nộp cái đề nghị. Chỉ có New York Times, im lặng, Washington Post, CNN là các cơ quan truyền thông. Khỏi nói họ rồi. Nộp một cái motion và bảo rằng quan tòa cho công bố cái đó, bởi vì đó là cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ được biết rằng điều gì đã xảy ra. Thì tại sao ông Trump không nộp motion? Thì cái chuyện này nhiều người nói lắm. Đừng nghe những gì ông nói mà hãy nhìn những gì ông làm. Anh nói ông Thiệu là ông Thiệu nói câu đó, ông Nguyễn Văn Thiệu nói câu đó hay là ông Trump nói câu đó? Không, nhìn vào để mình có thể so sánh với những người họ đã có những cái nghĩa là ác cảm đối với ông Trump, thì bởi vì họ nói tất cả những gì ông tuyên bố đó là không có. Cho nên ông nói ông muốn cái chuyện mà ông nói, ông viết tha hồ thì ông muốn, nhưng mà luật sư thậm chí anh còn nhớ lúc mà ông làm tổng thống cho tòa Bạch Ốc có những điều tuyên bố mà ngay cả các cố vấn họ nói no, đừng có làm như thế, mà ông vẫn tuyên bố. Thì chuyện ông muốn là chuyện ông muốn, nhưng mà không có nộp cái yêu cầu để mà xin công khai toàn bộ. Thì đó là lý do. Nhưng mà tuy nhiên bên phía ông tòa vẫn đồng ý với cơ quan truyền thông để mà công khai một phần, với điều kiện là Bộ Tư pháp phải cho ông biết được là những gì mà Bộ Tư pháp không muốn được công khai, thì sau đó sẽ xét lại. Tôi thích được công khai ở chỗ này này. Mình tò mò thôi, cá nhân mà. Thưa quý vị, trong cái bản affidavit đó chắc chắn sẽ nói rằng ai là người đã có chứng từ hữu thệ để cam kết rằng hồ sơ vẫn còn nằm tại Mar-a-Lago. Người đó là ai mình không biết. Giờ phút này thì phía ông Trump bảo là có thể là người thân trong gia đình, có thể là nhân viên thân cận với ông, có thể những nghị sĩ dân biểu đến thăm Mar-a-Lago vân vân. Còn bà Mary Trump là cháu gái của ông Trump thì bảo không, con rể ông đấy, phải không? Mình không biết. Thậm chí có người nói cựu phu nhân tổng thống Trump Melania nữa. Cái đó là sự tò mò mà người Việt mình bảo là ngồi lê đôi mách thế thôi. Nhưng cái chứng từ đó nếu mà được công bố toàn vẹn á, mình sẽ thấy nhiều chi tiết hay lắm. Những người nào mà đã ra khai để mà FBI đi vào khám, cái nào là dính cái đó. Thế một điểm nữa đó, anh có để ý là thưa quý khán thính giả, bên phía Bộ Tư pháp nói đây chỉ là cái phần khai mào thôi, khởi đầu thôi. Bởi vì cái cuộc điều tra nó còn dài lắm. Anh có đề cập đến một nhân vật, đó là bà Liz Cheney, cựu, bây giờ xem nào, mặc dù là phải chờ đến ngày bầu cử. Đến ngày bầu cử. Nhưng mà dân biểu của Wyoming thất cử đối với một đối thủ đi theo ông Trump. Mặc dù cái sự thất cử này là xem cái thất bại, nhưng mà về lâu về dài thì sao? Chúng ta phải thấy thế này, là Wyoming là một cái tiểu bang dân số tương đối nhỏ, ảnh hưởng với chính trị Mỹ là không bao nhiêu hết. Ít khi nào chúng ta nghe trên truyền hình, truyền thanh, radio Mỹ mà đề cập đến những cái chuyện xảy ra tại Wyoming, tại Montana, tại South Dakota, North Dakota lắm. Đó là những cái tiểu bang hoang dã. Thì thưa quý vị, cử tri tại Wyoming đã trừng phạt bà Liz Cheney vì cái tội là phản ông Trump. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem truyền hình trong mấy ngày vừa qua, các tiểu bang khác người ta bắt đầu đặt vấn đề, người ta tín nhiệm bà Liz Cheney trong một cái vai trò lớn hơn trong chính trị mà mình không biết đâu. Thành thử ra cái điều mà bà Liz Cheney bà nói trong cái bài diễn văn từ gọi là nhận thua đó, bà có đề cập tới Abraham Lincoln. Bà bảo là hai lần Abraham Lincoln có thất bại nhưng mà ông trở lại làm tổng thống.
Thì thưa quý vị, cho tới phút này đó, bà là một ngôi sao sáng trong Đảng Cộng Hòa. Bởi vì sao? Đảng Cộng Hòa nếu mà theo như nhận định của những nhà chuyên gia về chính trị Mỹ đó, với cái tình hình này, như là lời ông Kissinger, tức là dân biểu mà trong ủy ban điều tra 6 tháng riêng, ông bảo là Đảng Cộng Hòa bây giờ đang trở thành một cái thứ cult, tức là một cái giáo phái. Có một vị giáo chủ là ông Donald Trump, là một vị thánh Trump đó. Cộng Hòa mà không cải sửa lại đó, thì có thể là cái Đảng Cộng Hòa sẽ tách ra làm đôi. Thì bà Liz Cheney sẽ là một ngôi sao sáng, có thể hàn gắn được, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng, thất bại của bà tại Wyoming đó, nó mở cho bà Liz Cheney một cái tương lai tôi cho là tốt đẹp hơn. Tôi không nhìn vào cái vụ mà thất cử ở Wyoming là điều quan trọng. Mà có điều quan trọng hơn, và như chúng tôi đã trình bày lúc đầu đó, là cái vòng kim cô siết vào ông Trump và cái khả năng ông ra tranh cử năm 2024 càng ngày càng gặp khó khăn. Bởi vì chính người trong Đảng Cộng Hòa, trong đó Liz Cheney đang dẫn đầu, bà nói rằng nỗ lực quan trọng còn lại của bà trong thời gian từ nay đến 2024, đó, ngoài cái việc bà nghĩ tới cái việc ra tranh cử Tổng thống, là việc làm bằng mọi cách không để cho ông Trump ra tranh cử Tổng thống. Và bà thành lập một cái super PAC. Super PAC này bao gồm những thành viên Đảng Cộng Hòa bảo thủ, nhưng thuộc phe phái của bà trong thời gian qua. Bà là những người đóng góp tiền của rất nhiều cho Đảng Cộng Hòa, thành lập một super PAC để chống ông Trump. Như vậy thì cái việc mà ngay cả ông Trump ra là ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa cũng gặp khó khăn. Anh thì có nhớ là cái hồi mà mình học trung học đó, mình có hay vào phòng thí nghiệm thử thôi, là cái sự thay đổi của cái màu khi mà cái hóa chất đó, cho tới cái giọt trước khi cái giọt cuối cùng đó, nó vẫn là màu trắng. Nhưng mà khi mà mình nhỏ cái giọt chót vào đó, nó làm biến dạng cái màu sắc của cái hóa chất đó đi. Chính trị là như thế thôi à. Ông Richard Nixon trước khi từ chức, ông cương quyết ở lại, bất chấp. Nhưng mà thưa quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thụy, lúc mà cái đại biểu của phía bên Cộng Hòa, một phái đoàn nghị sĩ đến Tòa Bạch Ốc nói với ông như thế này: thưa ông Tổng thống, chúng tôi thưa trước với ông đó, trong cái cuộc bỏ phiếu sắp tới đây của Thượng Hạ Viện đó, cái số người Cộng Hòa mà ủng hộ ông gần như là gần hết, không còn nữa rồi. Now your choice, quyết định của ông. Nixon biết rằng mình không từ chức thì mình chết. Ông ta phải từ chức. Thì cho tới phút này là chúng ta thấy về mặt bề ngoài đó, rất nhiều người vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump. Nhưng nếu mà theo dõi người ta Mỹ, người ta bảo là read between the lines, đọc giữa hai hàng chữ để hiểu cái ẩn ý của Mitch McConnell nói cái gì, phải không? Về những nhân vật khác của Đảng Cộng Hòa, thì chúng ta thấy ngay rằng cái giọt nước nó cứ tiếp tục nó đổ, và cho tới khi nào mà nó cái giọt cuối cùng nó biến qua màu đỏ, thì lúc đó ông Trump cũng phải hiểu một điều rằng, như là thế hệ trẻ bây giờ trong Đảng Cộng Hòa thăm dò dư luận mà họ trả lời đó, họ bảo thời của ông Trump qua rồi. Anh đề cập đến ông Mitch McConnell khá nhiều lần. Hiện nay ông là trưởng khối thiểu số của Thượng viện Hoa Kỳ. Trong thời gian qua ông giữ im lặng. Và thậm chí khi người ta hỏi cái câu liên quan đến việc cái nỗ lực của Đảng Cộng Hòa hiện nay và những cái khó khăn của Đảng Cộng Hòa hiện nay đối với cuộc bầu cử giữa kỳ tháng tới đó, liệu rằng Đảng Cộng Hòa và trong Thượng viện có lấy thêm được những cái vị trí nào mới hay không, và liệu được có lật ngược được cái vị thế mà bên phía Đảng Cộng Hòa đang chiếm thiểu số hay không? Mitch McConnell lắc đầu, nói no. Khó có được đa số lắm. Thưa quý vị, thứ sáu tuần tới thì chúng ta chắc chắn sẽ được biết rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có công bố cái bản chứng từ hữu thệ, tức là affidavit hay không. Và nếu công bố thì những cái đoạn xóa, tức là có kiểm duyệt tới đâu. Hy vọng rằng cái thắc mắc rất là cá nhân của chúng tôi rằng ai là cái kẻ chỉ điểm ông Trump đó có thể được lò ra. Không nhưng thể. Mà chúng ta biết, không chừng là anh ấy, là một anh nào đó phía bên Cộng Hòa mà không thích ông Trump chắc, mình không biết, phải không? Thưa quý vị, Hoàng Trọng Thị và Ninh Quang Thái xin chào tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị một ngày cuối tuần, hai ngày cuối tuần chứ, vui vẻ và hạnh phúc, bình an. Xin trân trọng kính chào.